Nhiều anh em đang sử dụng xe ô tô đang băn khoăn cũng như phân vân là không biết là có nên độ đèn cho xe ô tô hay không để tăng sáng hay không. Và sau khi độ đèn thì cái vấn đề lớn nhất là anh em lo về vấn đề đăng kiểm là có đăng kiểm rồi hay không. Thì em Hưng tại Autobahn 65 Thái Nguyên, Akara Thái Nguyên thì xin trả lời với anh em là hiện tại ở thời điểm Thái Nguyên thì anh em khi mà độ đèn xong thì vẫn có thể đi đăng kiểm bình thường nhé, không có cái vấn đề gì cả. Đấy là tại khu vực Thái Nguyên này, còn ở những khu vực khác thì bên em không làm cũng như là không đi đăng kiểm thì em không nắm bắt được rõ. Đó thì với những anh em nào mà độ xe độ đèn tại Agala Thái Nguyên mà không đi đăng kiểm được, qua bên Agala Thái Nguyên bên em hỗ trợ đăng kiểm cho anh em. Và đây cũng là một chiếc xe mà bên em vừa nâng cấp xong, anh chủ cũng đang rất là lúc đầu cũng rất là băn khoăn là không biết là độ đèn xong có đi đăng kiểm được không, thì cái này thì bọn em sẽ cam kết và hỗ trợ cho anh em hết mức anh em nhé. Đó, còn anh em nào muốn tìm một cái địa chỉ độ đèn uy tín tại Thái Nguyên thì em mời qua Akala Thái Nguyên gặp em Hưng anh em nhá.